Hôm nay em đi thăm cắm cái nhà ấy. Chính hả anh Phong? Đó. Đừng con cá ngốc cả nhà. Cầm lực cầm giỏ nữa. Vô. Chào cả nhà, cái chằn lực. Chào cả nhà nha, cá nè cả nhà ơi. Cắm câu dính đừng con cá ngốc các bạn. Cá đồng nha cả nhà. Không. Lại mình muốn mướp không? Ừ. Cảm nhớ sống cả nhà. Cảm nhớ không? Ừ. Tứng luôn. Đây, mình cắm nhớ treo cả nhà ấy. Cá lóc lại là không có bụt liền. Cắm có cá lóc mình thấy bầu luôn nha cả nhà. Về cá lóc khắp bầu luôn á. Nhái mày đó. Tiếp tục cả nhà ấy. Mấy cây thì đựng con cá lóc tỉnh này. Còn nhái, cây này còn nhái luôn. Bành nhái luôn. Cá gì cũng phá mồi dữ người ta. Mồi nhái phá mồi lớn. Phá mồi ghê luôn, cắn đứt nhái không. Cá lên bờ cả nhà ơi. Nó dính không? Không. Nó còn nằm đó, hai tay đưa cái này em. Có, chạy mất rồi. Nó còn lủi lủi đâu đó, đó. Cá lên bờ. Bự lắm bụt. Được, được, được. Ủa, cả nhà ơi, hay quá. Bỏ vô cái giỏ. Ôi ơi, cá lóc thiệt to luôn. Bỏ vô giỏ giữa. Hay quá. Cắm không dính là cá lên bờ. Ấy trời, cái vợ kỳ vậy không nội. Má ơi, còn màu chắc phải nha. Thì các bạn, cá đồng với lóc cũng quay trải nghiệm ban đêm, hai anh em đi cắm cho cả nhà mình xem để biết cuộc sống cắm câu ở đồng quê mình. Đó, hai anh em lặn lộ xuống hào rồi cắm câu kiếm cái lóc rồi chơi. Thì các bạn ơi, thì ba anh em đi cắm câu buổi tối cũng xong rồi các bạn. Bắt nãy cũng nhiều nhái chứ. Còn đây nhiều lắm á, hôm qua anh bắt được 50 con nhái rồi. Nhá này đi đi câu khỏi đi mua. Năm thì cũng hết. Cái cả nhà, cái nhà đi. Đó, đã chưa? Trời ơi, cá đồng hấp bầu, hấp bầu thơm ngon. Rồi, xong làm với bầu luôn, đem về hấp luôn. Quá đã. Kết quả ban đêm. Anh em gian khổ. Đừng cặp. Cá làm gì không chậm bắt, chứ mà cá trống. Cũng bự cả nhà. Cắm mấy cần trải nghiệm quay video chơi dính được con cặp. Con con rồi, còn con nó đang trên đường đi gặp anh em lụm luôn. Cũng bự cả cái. Trần Lực ngồi. Chào nha. Đây, Phong gần nhà.